thật sự là bây giờ mình thấy rất là vui và rất là hoan hỉ khi đã một thời gian rất dài mình có cơ hội được đón các bạn trẻ trở về, và ngày mai thì sẽ đặc biệt và vui hơn nữa vì toàn thể câu lạc bộ tuổi trẻ có đến khoảng hơn 2.000 bạn tuổi trẻ sẽ về tham gia chương trình quần đảng ngày mai ạ. Dạ vâng, em xin cảm ơn anh ạ, và em xin chúc cho là các bạn trẻ câu lạc bộ tuổi trẻ ba bạn chúng ta sẽ có thật là nhiều kỷ niệm đẹp, thật là nhiều kỷ niệm vui vẻ trong mùa quần đảng năm nay ạ. Vui thay phần xa đời, vui thay pháp được giảng, vui thay tăng hòa hợp, hòa hợp tu vui thay. Vui thay phần xa đời, vui thay pháp được giảng, vui thay tăng hòa hợp, hòa hợp tu vui thay. Tất nhiên là vui hơn nhiều rồi vì mình được tham gia.